Sau nhiều lần phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, sân khấu của nhà hát Múa rối Thăng Long đã chính thức sáng đèn từ tối qua ngày 19 tháng 2. Khi mở cửa trở lại, nhà hát sẽ duy trì biểu diễn chương trình Múa rối nước truyền thống vào tối thứ Bảy hàng tuần, đem đến nhiều tiết mục được khán giả trong nước và quốc tế yêu thích. Sau 2 năm dừng biểu diễn trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi biểu diễn trở lại của nhà hát Múa rối Thăng Long được đông đảo khán giả chờ đợi. Rất nhiều người đã đến mua vé từ sớm. Rối nước phản ánh cuộc sống sinh hoạt của cư dân lúa nước qua những chuyển động uyển chuyển và mộc mạc của những con rối. Những câu chuyện về người nông dân làng quê Việt, cày cấy, chăn trâu, đánh cá, đua thuyền hay hình ảnh chú tễu, tích trò vinh quy bái tổ, long lân quy phụng. Rất nhiều tiết mục múa rối nước tuyển chọn từ hơn 400 tích trò múa rối dân gian đã được biểu diễn ngay trong đêm diễn đầu tiên này. Đây đều là các tiết mục được khán giả trong nước và quốc tế yêu thích trong những năm qua. Khi mà được thông báo mở cửa trở lại thì các nghệ sĩ nhà hát Múa rối Thăng Long đã tập trung vào thứ nhất là dọn vệ sinh cũng như là sửa chữa con rối. Trong cái thời điểm này thì rối nước thì chưa phải là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng phải thực hiện rối cạn, dàn dựng rối cạn nhiều hơn và quảng bá nhiều hơn bằng cái hình thức như là mình biểu diễn online. Để tránh tụ tập đông người, ngoài hệ thống bán vé trực tiếp tại địa chỉ biểu diễn, nhà hát cũng mở bán vé qua điện thoại và email. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình múa rối nước và múa rối tạp kỹ phục vụ các đơn vị, tổ chức, đối tượng thiếu nhi theo yêu cầu. Các chương trình đều được bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.